51 và 51 có ba số 2 và số 2 và hợp lệ. Rồi, chúc mừng chủ trang ha quý chị mình ơi. Mà quý chị mình không thể tin tưởng cho chị người gần xa kiểm tra banh nha. Cũng như em sẽ trang bằng quà đi thì mình mất thời gian mình sẽ giải quyết quý chị mình ha. Bây giờ mình sẽ bốc thăm trúng thưởng quý chị mình ha. Dạ, mình sẽ có hai tờ đã thăm trong buổi tối ngày hôm nay. Thì mỗi lần tờ đã thăm mình sẽ có phần thưởng là 500 đồng quý chị mình nha. 500k. Mày 500k. Dạ, chủ đề ngày mai là chủ đề ở nha. Chị á, ở gần ở xa mình đến đoàn chơi tụi hay vậy trời. Thank you.
là tôi hôm nay có một vị chủ nhân chúng trả với số 58 bên đó, quý vị coi buổi phải là thiên nhiên vì đây con số trên trời số là như thế này. Dạ. Vậy thì cứ. Cái bây giờ thì cái này phục vụ quý vị và hôm lại vẫn là 20.000 đồng cho quý vị nha. Dạ rồi, tấm nào ạ? Rồi chúng tấm nào cũng không nhớ luôn rồi. Quá nhiều sự may mắn ở đây rồi. 4223 hợp lệ con số vừa kêu qua 58 có 1 41 41 có 10 32 có 3 số 8 hợp lệ. Còn chẳng chờ gì nữa, vào cho công nhận cho mình phần quà đi chị ơi. Kính thưa quý vị, vòng lại vừa qua đã không còn giá trị để cho quý vị nhanh những tấm vé nào không. Những tấm lá vé nào không may mắn, quý vị vui lòng đặt ra sau mình ghi họ và tên cùng số điện thoại của mình. Bỏ ra được tấm này để làm gì ạ? Đến cuối giờ tụi em sẽ sóc lên và bốc ra hai vị chủ nhân may mắn nhận về cho mình, đó là hai phong bao lì xì nha quý vị nha, trị giá 1 phong bao là 50 triệu đồng. Và tối hôm qua có một trường hợp rất là hy hữu như thế này, đó là tụi em bốc ra cái thăm đó nhưng mà gì khán giả đi về mất tiền rồi luôn, đi về luôn. Vậy mất tiền bóc cái lá thăm khác là người khác chung. Cho nên là quý vị nhớ ở lại tới phần cuối chương trình nha quý vị. Nhưng mà tại vì mấy cô đó vừa bỏ về tới đó cái nhà nó bóc thăm cái quay lại ai về bị công an hốt hết mấy chiếc xe nào. Kỳ vậy.